Iran ngày 19 tháng 7 cáo buộc Mỹ nỗ lực liên kết việc trao đổi tù nhân với mục đích chính trị là điều không chấp nhận được với Tehran. Phóng viên Bộ ngoại giao Iran Said Khatipadest nói trong họp báo tại Tehran rằng Mỹ đã cố liên kết việc trao đổi tù nhân với các cuộc thảo luận hạt nhân. Các cuộc thảo luận này nhằm làm sống lại hiệp ước năm 2015 giữa Iran và sáu cường quốc chính nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ những chế tài lên nước này. Washington từ bỏ hiệp ước vào năm 2018 và tái áp đặt những hạn chế là Iran. Tuyên bố của Khatib Pardes được đưa ra hai ngày sau khi Washington phủ nhận một thỏa thuận trao đổi tù nhân đã đạt được. Mỹ ngày 17 tháng 7 cáo buộc Tehran về một nỗ lực xấu xa nhằm đổ lỗi Washington khiến bế tắc cuộc đàm phán hạt nhân. Tehran và chính quyền Tổng thống Joe Biden đã liên lạc về vấn đề trao đổi tù nhân nhằm phóng thích người Iran bị giam giữ trong nhà tù Mỹ và các nước khác vì vi phạm các chế tài của Mỹ và người Mỹ bị tù tại Iran. Iran đã bắt giữ hơn một chục người song tịch, trong đó có một vài người Mỹ, hầu hết về tội gián điệp. Các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc Iran nỗ lực dùng việc giam giữ để được các nước khác nhượng bộ, dù Tehran bác bỏ cáo buộc này. Cuộc đàm phán gián tiếp vòng 6 giữa Tehran và Washington tại Viên bị hóa lại vào ngày 20 tháng 6. Các giới chức Iran và phương Tây nói vẫn còn có những khác biệt đáng kể cần giải quyết. Iran nói vòng đàm phán thứ bảy sẽ không tái tục cho đến khi nào Tổng thống Tân Cử cứng rắn Ebrahim Raisi nhận chức vào đầu tháng 8.